nhỏ, con đầu to, tập 151. Hôm nay con làm ông chủ. Bố đầu nhỏ, bố lại quên đem chìa khóa à? Mẹ tập về ở nhà mà. Mẹ tập về thật là bảo chúng ta đi chợ xong đi chơi, đâu mất tiêu rồi không biết. May quá, tôi đang phải đi chợ mua rau. Cà chua bao nhiêu tiền một cân thế? Bà ơi, đồ này không phải để bán đâu. Hai người xem bà đã ngần này tuổi rồi, đừng bắt bà đi lại xa xôi để mua rau nữa. Bán cho bà đi. Bà ơi, bà cần gì ạ? Cà chua với bắp cải là được. Bố đồ nhỏ ơi, bố đưa rau cho bà là lát nữa mẹ tập về về sẽ nổi giận đấy. Đây là bố làm việc tốt, mẹ sẽ không giận đâu. Với lại lát nữa bố đi mua lại là được mà. Hành tây và dưa chuột bán thế nào? Chúng tôi không bán hàng đâu. Trả tiền nhé. Nhìn chúng ta giống người bán rau lắm mà. Vui ghê. Như chơi trò gia đình với gạo bông ý. Chúng ta cũng có thể chơi. Bán rau đây. Bán rau đây. Đừng rau, kẻo mọi người lại tưởng chúng ta bán rau thật. Mọi người hiểu lầm rồi. Chúng tôi không bán gì đâu. Con đồ to, sao con bán hết nhanh thế? Giờ mẹ tập về về thì biết nói thế nào? Chúng ta có thể đem số tiền này đi mua lại. Thôi được, ít ra cũng có thể mua lại được bữa tối nay. Đầu to ơi, cậu và chú đang làm gì thế? Lúc nãy bao nhiêu người dây quanh. Tớ đang chơi bán hàng, các cậu muốn chơi cùng không? Chơi, nhưng tớ chỉ còn một hộp sô-cô-la thôi. Chơi sao bây giờ? Tớ có cách. Mẹ tập về nói đây đều là đồ bỏ đi, chúng mình mang ra bán đi. Hay quá, để tớ bê, em cũng giúp một tay. Bố đồ nhỏ, hai người đi chợ về rồi à? Rau đâu? Cái này, thực ra, rau hết mất rồi. Cơ mà mẹ tập về, hãy nghe anh giải thích. Việc đơn giản như mua rau, anh cũng không làm được. Em không muốn nghe giải thích. Bây giờ đi mua ngay về đây. Bằng không tối nay, hai bố con cứ ôm bụng đói đi. Nhưng còn không đi mau. Anh đi ngay đây. Con đồ to, mấy đứa đang làm gì thế? Tụi con chơi bán hàng. Thôi được, dù gì mấy thứ này cũng không dùng nữa, nhưng phải chú ý an toàn đấy. Con biết rồi ạ. Bán hàng đây, ai mua không nào? Hay là tớ làm khách, các cậu làm ông chủ nhé. Được, các cậu muốn mua gì? Cái này, tiền của cậu đây. Chiếc mũ này trông đẹp ghê, mỗi tội hơi bẩn chút. Bao nhiêu tiền thế cậu bé? Một tệ ạ. Bán đồ đây, ai mua không nào? Bố đồ nhỏ, bố muốn mua gì? Mấy đứa chơi hay ghê, thế mà cũng có người mua thật. Tất nhiên rồi. Bố đồ nhỏ ơi, bố có muốn chơi cùng không? Bố không chơi đâu, nhưng bố có thể tìm thêm đồ cũ cho mấy đứa chơi. Tốt quá. Đây đều là mô hình thực nghiệm, nhưng toàn là sản phẩm lỗi. Bỏ đấy cũng không dùng. Mấy đứa mang đi chơi đi. Cảm ơn bố đồ nhỏ. Mẹ tập về cũng hết giận rồi. Mấy đứa chơi ngoan nhé. Cuối cùng mình cũng có thể ngủ một giấc yên tĩnh rồi. Mô hình của bố đồ nhỏ đây. Ai mua không nào? Cái kia các cháu có bán không? Bán ạ. Mẹ tập về, bố đồ nhỏ ơi, mau ra đây xem. Sao thế? Mẹ tập về ơi, mẹ nhìn này, đây là tiền tụi con bán đồ đấy. Nhiều tiền thế, mấy đứa giỏi thật. Bán những gì vậy? Rau và hoa quả bố đồ nhỏ đi siêu thị mua. Đồ bỏ đi trong giường. Mô hình cây cầu bố đồ nhỏ không cần nữa. Dàn phơi quần áo trong giường. Cốc nước, đĩa hoa quả, điện thoại và cả bình nước, gối tựa. Gì cơ? Các con hãy nhớ, đồ đặt trong nhà không phải cái gì cũng bán được, nhất là đồ vẫn còn dùng trong phòng ngủ. Thôi bỏ đi, các con còn nhỏ, chuyện này cũng không thể trách các con. Có điều, bố đồ nhỏ, anh trông con kiểu gì vậy? Hả? Sao thế?
Nhà em vẫn còn nhiều đồ lắm. Hay là sang nhà em chơi tiếp đi. Đồng ý. Đi thôi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không muốn lớn lên. Con đồ to, dép lê của con đi chợt rồi. Mẹ đổi cho con đôi mới. Chả đẹp gì cả. Nhìn cái dây dép của trẻ con. Nhưng con lớn rồi mà. Không muốn đâu. Trả dép cũ cho con. Con đồ to, phải biết điều. Nhớ lại mà xem. Hồi nhỏ chân của con đồ to chỉ bằng từng này. Đúng vậy, thời gian đi đâu mất rồi. Trôi qua nhanh quá. Tuần sau con có thể đi học bằng xe của nhà trẻ được rồi. Không cần bố đưa đón nữa. Thật ạ? Nhớ hồi con đồ to 1 tuổi chỉ có 4 cái răng như con sóc nhỏ. Năm thằng bé 2 tuổi vẫn còn đóng bỉm. Hóa ra bố mẹ thích em bé, không thích đồ to lớn nữa. Con không muốn lớn đâu. Con đồ to. Lắc lắc chuông. Bố ơi, bé. Bố ơi, bé. Con đồ to đừng chơi nữa. Tắm rửa đi ngủ thôi. Tắm thơm tho. Con đồ to làm sao thế? Con đồ to sao vẫn chưa tắm xong? Không được nghịch nước nữa. Mau mặc quần áo vào đi ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm. Không, không, không đâu. Còn không ra là bố giận đấy. Con là em bé. Bố mẹ đều bỏ mặc con. Con không biết tự tắm. Chả hiểu con đang làm trò gì nữa. Con đồ to, sao vẫn chưa ăn sáng? Con muốn ăn canh trứng. Đây đều là những món con thích mà. Người ta là em bé. Em bé muốn ăn đồ mềm cơ. Con đồ to, con đã là trẻ em rồi. Không phải, không phải. Con là em bé. Con không muốn thành trẻ em đâu. Cứ thế này không được. Phải khiến con đồ to hiểu được lợi ích của trưởng thành. Bố về rồi đây. Có sô-cô-la hạnh nhân nè. Chào em bé. Bố ơi, bố. Tiếc quá, em bé không nghe được hạnh nhân, cũng không ăn được sô-cô-la. Khi nào em bé dới được lên bàn là có thể ăn. Con cao hơn rồi. Wow, đầu to cao hơn bàn rồi. Tuyệt quá. Thế con ăn sô-cô-la được không? Được, đổi bằng tia giả nha. Ai giúp mẹ với? Nặng quá. Có ai giúp mẹ với? Em bé sức còn nhỏ, không giúp được mẹ đâu. Ai bảo? Con cũng khỏe đó. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Con đồ to cố lên. Mẹ tập về cố lên. May mà có con đồ to. Con đồ to nhà ta lớn rồi. Thật tuyệt. Việc làm cả ngày mệt quá trời. Lưng như muốn gãy đến nơi. Đi làm cả ngày vất vả ghê. Hai chân tê dại không lết nổi. Chốc nữa còn phải bón em bé ăn. Chốc nữa còn phải thay bỉm cho em bé. Bố mẹ thật vất vả. Mẹ tập về ơi, con có thể tự ăn cơm rồi. Bố đồ nhỏ ơi, con có thể tự đi vệ sinh. Thật sao? Con lại lớn thêm một chút rồi. Con còn có thể xoa bóp cho bố mẹ nữa. Con xoa bóp xong rồi. Thoải mái quá. Ngày mai lại có thể làm xôi xào chua ngọt cho con đồ to và bố đồ nhỏ rồi. Con đồ to lớn rồi, thật tốt.
biết hiếu thảo với bố mẹ rồi. Bố mẹ thích con thành trẻ em ư? Đương nhiên rồi. Trẻ em vừa cao vừa khỏe, vừa hiểu chuyện, giỏi hơn em bé nhiều. Hóa ra là thế. Con là trẻ em, con sẽ còn cao lên, khỏe hơn nữa.